Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình, lại là mình đây. Hôm nay thì mình sẽ quay một cái clip hành trình đi sinh hoạt hè nha các bạn. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ đi thôi các bạn, let's go. Ok, tới nơi rồi các bạn. Đại mình đang đứng ở ủy ban xã các bạn. Đấy, công viên của ủy ban. Giờ mình chờ thôi bạn, chờ thôi. Thì sáng sớm thì cũng ít người đến, nhưng mà có người đến một ít. Đây, đang ngoài cổng đó. Đây, đứng ở đây à. Đây, đứng cổng cổng ủy ban. Được rồi, chỉ cần là chờ, mình chờ vô tham gia thôi các bạn. Mới ít người tới. Ok, hiện tại mình đang tới phòng hội trường để mình chờ hoạt động hè các bạn. Nó nhận nó là chữ chích nó thay mới có một mình chứ ai thấy ai ngồi sau vẫn cố gắng đang chờ đây. Mình ngồi đây quá, đây mình quay mà xem này. Đây các bạn đó. Để hai mặt hoạt động hè phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 nha bạn. Đấy. Rồi, chuẩn bị cũng được đó các bạn. Cũng gần xong. Đang có mặt ở đây nha bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh thân mến, thay mặt ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các em học sinh đến dự lễ khai mạc hè phát động tháng hè vì trẻ em năm 2022. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh thân mến, năm học kết thúc, báo hiệu mùa hè đến, khi tiếng ve râm ran kêu gọi, khi từng nhà trường đỏ tỏi bông tạo rực khung trường, các em học sinh sẽ có được những tháng ngày hè vui chơi thú vị lành mạnh an toàn phù hợp với sở thích với các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích. Hôm nay đoàn xã phối hợp với ủy ban nhân dân xã và hội liên hiệp phụ nữ xã long trọng tổ chức lễ khai mạc hè năm 2022 và phát động tháng hành động vì trẻ em, đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, về dự lễ khai mạc hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các quý vị đại biểu. Về phía đảng ủy xã, xin trân trọng giới thiệu
về dự buổi lễ khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị đại biểu, sau đây tôi xin thông qua chương trình của lễ khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Hôm nay gồm có các nội dung như sau: 1. Ổn định tổ chức. 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Phát biểu khai mạc hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2022 của Bộ Ban Chỉ đạo. 4. Thông qua các hoạt động hè sẽ năm 2022. 5. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo. 6. Tặng quà cho các em thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn. 7. Tuyên truyền và tổ chức các trò chơi cho thiếu nhi. 8. Kết thúc chương trình. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo đến phát biểu khai mạc hoạt động hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Hòa du trong không khí, tỉnh Gia Lai 90 năm dấu ấn một chặng đường lịch sử vẻ vang và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày để nhớ các nước và các hoạt động tiếp tục trong tháng hành động với trẻ em năm 2022, chăm sóc thiếu nhi nhi đồng nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Thưa quý vị, thế là một năm trở lại qua đi khi những chùm hoa phượng nghỉ nở đỏ góc sân trường, những ve sầu dài vang lên là lời báo hiệu cho một mùa hè trở lại về. Và đây là thời điểm của các em thiếu nhi được thỏa sức vui chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa, có thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ sau một năm học tập và rèn luyện. Hôm nay, ban chỉ đạo hè xã tổ chức khai mạc hè năm 2022. Trước hết cho phép tôi thay mặt ban chỉ đạo hè xã gửi đến quý vị đại biểu và đặc biệt là các em thiếu nhi học sinh lời chúc sức khỏe và lời lời nguyện chúc các em có một mùa hè thật tươi và bổ ích. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các em thân mến, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói: trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình yêu thương sâu sắc đối với các cháu thanh thiếu niên khi đầu thì các cháu lại tấm gương tư tưởng của Bác những năm qua đã và nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho chúng ta hơn 5.000 trẻ em được phát triển toàn diện, cho môi trường sống an toàn lành mạnh, nhiều văn hóa văn nghệ, nhiều văn bản của Đảng và nhà nước, đặc biệt là Hiến pháp Việt Nam ngay từ năm 1959 cho đến nay đều có nội dung về trẻ em. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á, nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hiệp Quốc tế về quyền trẻ em. Giáo dục bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em đã được các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm. Nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng như chăm sóc quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Gần 100% các cháu đến độ tuổi đến trường, 95% trẻ em dưới 1 tuổi bị tiêm các loại vaccine và hiện nay đang tích cực triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các cháu từ 5 đến 12 tuổi. Cao nhất. Một năm học vừa qua nhìn lại, chúng ta rất vui mừng khi các em thiếu nhi của xã nhà ngày càng chăm ngoan học giỏi với nhiều thành tích tiến bộ hơn. Chúng ta đã trải qua một thời gian dài chống chọi với dịch bệnh COVID-19, đã tạm thời ghép lại mọi hoạt động vui chơi của các em, làm ảnh hưởng không nhỏ đến khó khăn tinh thần của tuổi thơ. Nay đã có vaccine tiêm phòng COVID-19 cho các độ tuổi và dịch bệnh đã thuyên giảm và hoạt động đã trở lại bình thường mới. Thưa các quý vị và các em thân mến, mùa hè đến, các em trở về vui chơi sinh hoạt tại địa phương và việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí ôn tập cho các em trong dịp hè là nhiệm vụ của toàn xã hội. Thay mặt ban chỉ đạo hè, tôi mong rằng mỗi người, mặt trận và các đoàn thể quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho các em thiếu nhi để có thể thu hút được các bạn nhỏ tham gia hoạt động đông đảo. Hãy tạo cho các em một môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích
trong yêu cầu thiết thực của các em và xã nhà. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chú trọng có những hoạt động đào tạo kỹ năng sống cho các em, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm đến các em. Như đối với gia đình, mỗi gia đình là ngôi nhà xanh hạnh phúc cho các cháu với trách nhiệm của cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ. Đối với nhà trường, hãy là nơi để bố mẹ đến trường là một niềm vui. Ở đó, các cháu con thầy cô là cha mẹ thứ hai của mình, chia sẻ và thực hiện khát vọng cuộc sống. Ở đó, các cháu không bị áp lực học hành, thi cử, có môi trường lành mạnh, không bị thầy cô bạn bè làm tổn thương, được an ủi khi có lúc chia buồn. Đối với xã hội, hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, hãy bảo vệ trẻ em bằng hành động. Mỗi ban ngành toàn thể xã có trách nhiệm để bảo đảm bảo vệ trẻ em được sống trong môi trường an toàn, phát triển thể chất và tinh thần. Với sự quan tâm của toàn xã hội, hệ thống chính trị của xã nhà, tôi tin rằng các em thiếu nhi sẽ có một mùa hè sôi động, lành mạnh với nhiều kỷ niệm của tuổi thơ. Với những nội dung ý nghĩa nêu trên, thay mặt ban chỉ đạo hè, tôi xin tuyên bố khai mạc hè xã Tức năm 2022. Vỗ tay. Xin nhân nhận cảm ơn Hồng Nhí với thêm chương trình thay mặt ban chỉ đạo hoạt động hè. Tôi xin được thông qua các hoạt động đã bắt đầu từ lúc mà bắt đầu rồi. Một tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương trong nhiệm kỳ trước ngày 1/6/2022. Hai tổ chức khai mạc hoạt động hè. Ba thăm hỏi hai gia đình chính sách tại đại biểu lễ thăm lễ tri ân các liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Bốn tổ chức sinh hoạt tổ chức các trò chơi dân gian. Năm tổ chức theo công nghệ của nhân xanh hai đợt, đợt một ngày 24/7/2022, đợt hai ngày 24/7/2022. Kính thưa quý vị đại biểu, về dự hôm nay chúng ta vinh dự được tiếp đón đồng chí Yên Mừng, vị ủy viên bí thư đảng ủy xã. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Tất Bình chủ tịch đảng, xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban chỉ đạo sinh hoạt hè, thưa các đồng chí đại biểu, thưa nhóm thành viên, hôm nay ban chỉ đạo sinh hoạt hè tổ chức phối hợp cùng với các nền phụ nữ tổ chức ngày đầu tiên để kêu gọi tập trung tổ chức sinh hoạt hè cho đoàn thanh niên tổ chức. Xin phép tôi nói tiếp vào nó có phần để điều kiện của lập viên Việt Nam mình học được nó có để học cấp học và thời gian ta khẽ nó có pin nhận được học dập của quan chức phần lời phần viên thân nàng phần lấy thân nàng và phụ kiện sự tế học hơn là phần thân nàng phụ kiện vì bạn vượt cầu pin người làm thang lúc nọ đi làm cơ của mình là sẽ có sở đạt cả mấy bạn ban học bài lưu một ngày học còn ban để học tức là bài của mình lưu một ngày là mình học bài là quần học là đạt là đạt bài là đầu do bài là quân lúc học bài là tình lúc tầm nào là nhập học người là nhập học tầng và phục vụ là ba thứ nữa em đọc được nào cứ cứ học vào đã học đi xem đã đi ra tập và cùng ở cơ sở bản của em đã kiểu mở nhà quốc qua một tầng mặt cửa một tỷ cửa một tỷ và tên từ các bạn là giờ rồi nhà cửa đại học cứ cứ nhà cửa tập đi rồi cứ cứ lúc cơ cấu lên tập đi rồi cứ lúc này cứ cấu cứ cấu cũng đạt tất cả cùng tất cả thời điểm nó đặt từ cơ thể để mình để luôn mang cái từ cơ lên là nam biết sao mà cái bạn luôn vấn đề bắt vấn biết thế nào vấn phẩm cũng có một bạn sọt da để có chút nam là để bạn về ta để mà học bài để tuần để bạn cố gắng
hơi bị giật bắt là tôi mới làm hai giờ học đó. Thằng này là bị cúc bị nặng ban chỉ đạo thằng hè cùng với phụ huynh với các cháu từ bến. Một lần nữa tôi thay mặt ban chỉ đạo bộ xã cùng với lời chúc tất cả các cháu trong thời gian sinh hoạt hè rất là may mắn và hạnh phúc và tài năng để bước vào năm học mới năm 2022-2023 sắp tới. Dạy cháu ngoan bác Hồ, học giỏi cháu ngoan bác Hồ. Một lần nữa là cảm ơn các cháu. Thì mình biết đồng chí bí thư đảng ủy xã và đồng chí bí thư đảng ủy thôn
Xíu lên sóng. Đây 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 các bạn.
Thank you.
Rồi.